xin chào mọi người nhé. Chào mừng mọi người quay trở lại với Thắng Mixer Xích ha. Hay em giới thiệu cho mọi người một siêu phẩm Shingu SP380 ha. Mọi người nhìn làm rất là đẹp ha. Máy thì còn khoảng 95% so với mấy thùng ha. Em quay review cho mọi người xem. Con này đời rất là cao nhé. Đời 2000 mấy rồi ha. Đây là bình chứa nhất thải. Bình chứa nhiên liệu nằm phía trên ha, không bao giờ sâu xa. Sản phẩm của hãng mã SP nhé. SP là đỉnh nhất nó đó. 380. Mặt khởi động của máy à. Rất là đẹp ha. Bằng mủ nha mọi người. Đây, mủ luôn. Bầu xả ở đây. Hai ốc chân lam, mặt ốp là kim loại. Hệ thống giảm rung máy bằng cao su ha. Con này 37,3cc, SP380 ha. Cưa gia đình thì mắc phê luôn. Chỗ khai thác tầm trung là được luôn. Này nước sơn dưới đít này, bên trong mọi người thấy không? Rất là mới nhá. Qua mới luôn. Đẹp, hàng này anh em chưa sưu tầm. Chưa hết. Ghim gỗ của nó thì là bằng vỏ lốc luôn. Và đặc biệt là sở hữu cây lam Latin rất là đẹp. Lam đầu nhọn điêu khắc này. Đó. Lam 16 in, tương đương với phần cắt được 40, xích chuột 1/4. Xích còn khá là dày nhá, xích bãi luôn nhá. Công tắc cắt mở máy đây. Rất là đẹp nhá, siêu phẩm. Này cưa gia đình thì quá ngon luôn. Anh em khai thác tầm trung, cỡ nhỏ vừa là cũng ok luôn ha. Công tắc đẩy lên là mở. Đẩy xuống tắt đó. Hình là khởi động máy cứ giật chơi vài cái đi. Shinogu này rất là bền, Maru Yangma Shinogu kiểu mới thì rất là bền nữa. Cắt cực kỳ bền luôn. Và đặc biệt con này nó mới khoảng 95% so với máy thùng luôn. Nên anh em yên tâm xài ha. Bao bền luôn. Seri máy nằm ở đây này. 194 350 ha. Quá đẹp. Đó. Anh em nào chốt thì kết nối Zalo số điện thoại 0974644973 nhé. Cảm ơn anh em theo dõi video. Xin chào anh em.